Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đầu chuyên dụng cổ. Đó chính là đầu Victor, model là BR-S 811. Series này sẽ có 4 đầu là BR-S 610, BR-S 810, BR-S 611 và BR-S 811. Về cơ bản thì đầu 811 này nó cũng giống như đầu 611 mà thôi. Tuy nhiên đầu 811 nó có trang bị thêm chức năng là edit phim, insert và assembly. Thì nếu mà chúng ta không dùng chức năng assembly và insert thì cái đầu 811 này cũng chỉ giống như là đầu 611 mà thôi ha. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cái dòng BR-S cổ của Victor này rất là chất lượng. Tại vì Victor là cha đẻ của VHS, cho nên là trong cùng một thời gian sản xuất thì thường những cái hãng Victor nó sẽ tốt hơn những cái hãng khác, chẳng hạn như là Banana. Thì tôi cũng rất là thích hãng Victor ha, tại vì nó thiết kế rất là quy củ. Nếu mà chúng ta xem bên trong máy chúng ta có thể thấy là nó được thiết kế rất vững chắc, sử dụng linh kiện chất lượng cao. Còn Banana thì nó kém hơn rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao mà tôi lại tin dùng cái hàng Victor này. Nếu bác nào muốn trải nghiệm con BR-S 811 này thì có thể liên hệ tôi ha. Tôi sẽ đặt hàng và mua về. Tôi sẽ kiểm tra, sửa chữa và căn chỉnh nó ở trạng thái tốt nhất ha, ghi phát hoàn hảo. Thì tôi có thể tự tin khẳng định rằng là mình có thể giải quyết tốt những cái lỗi của con này. Tại vì tôi cũng có sửa rất là nhiều con này rồi ha. Đầu BR-S 811 này nếu mà chạy hoàn hảo thì chất lượng của nó tốt hơn hàng Banana rất là nhiều. Cái màu sắc rất là tươi và màu sắc nó chuẩn hơn là màu của Banana. Cũng như là nếu như mà chúng ta khôi phục nó hoàn hảo thì nó sẽ chạy rất là ổn định và hư hỏng rất là ít. Phía bên trái của máy đó chính là 3 đồng hồ VU. Đồng hồ trên này dùng để chỉ thị mức video hoặc là mức tracking. Ở mode kỳ băng thì nó sẽ chỉ thị độ sáng tối của video ha. Và chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng tối bằng cái volume này. Chúng ta có thể điều chỉnh tùy thuộc vào cái nguồn ổ video vào. Và chúng ta sẽ để nó vị trí là màu xanh như thế này là chuẩn nhất. Còn ở cái mode play thì nó sẽ chỉ thị mức tracking. Và chúng ta có thể điều chỉnh tracking bằng cái volume này. Đây chính là 2 VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Và đây chính là 4 miếng trở dùng để chỉnh âm lượng của audio ngõ vào khi chúng ta ghi băng. Nó bao gồm là 2 miếng trở dùng để chỉnh Norman và 2 biến trở dùng để chỉnh hi-fi. Đây chính là các công tắc dùng để chỉnh audio và video. Đây chính là công tắc dùng để chọn monitor ngõ ra. Chúng ta có thể nghe là audio 1, audio 2 hoặc là mix. Và đây chính là công tắc dùng để hiển thị VU ha. Chúng ta muốn mà nó chỉ thị hi-fi chúng ta sẽ để trên. Còn nếu chúng ta muốn chỉ thị audio normal chúng ta sẽ gạt phía dưới ha. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vào video input, live, IC358 hoặc là IC629. IC629 này là chỉ dành cho những cái đầu UMATIC mà thôi. IC358 này thì là nó sẽ sử dụng cho đầu BRS. Nó cũng giống như là S-Video vậy, nhưng mà nó sẽ sử dụng dắt 7 chân. Và live tức là ngõ RCA thông thường này, chúng ta sẽ để là vị trí là live. Red mode này chúng ta sẽ để vị trí là S-VHS. Đây chính là đồng hồ counter dùng để chỉ thị thời gian chạy của băng. Đây chính là nút dùng để reset counter. Đây là logo S-VHS, nó sẽ sáng vào khi chúng ta cho cái băng S-VHS vào. Và đây chính là 2 cái led 7 đoạn dùng để chỉ thị lỗi ha. Khi mà máy này gặp lỗi nó sẽ hiển thị cái mã lỗi trên đây và chúng ta sẽ dò và chúng ta khắc phục lỗi. Đây chính là đèn auto off và đây chính là cái đèn cảnh báo khi chúng ta không ghi băng được. Đây chính là cái khu vực 7 cái nút dùng để edit và insert. Thì chúng ta có thể là không sử dụng đến những cái phím này. Nếu mà chúng ta không sử dụng những cái phím này thì cái đầu BR-S 811 này nó có tác dụng hoàn toàn giống như là cái đầu S611 bình thường mà thôi nha. Đây chỉ là một số đèn led dùng để chỉ thị các trạng thái của máy. Hi-Fi nè, Dolby NR, Time Code, HFA, CTL. Cái đèn này nó sẽ sáng lên nếu như băng này nó không được ghi ha, nó không có CTL nó sẽ báo cái đèn vàng này. Và đây chính là đèn sạc vô lốc. Thì bình thường nếu như mà chạy ok thì là cái đèn sạc vô lốc nó sẽ sáng lên. Đây chính là jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng của headphone. Đây chính là 2 jack dùng để cắm micro dùng để lồng tiếng. Đây chính là các nút vận hành băng cơ bản. Nút play, nút ghi băng, nút tạm dừng, nút eject, 2 nút tua băng, nút stop và nút search. Và đây chính là cái núm throttle và jog. Đây chính là một số những công tắc dùng để thiết lập chân sâu chúng ta sẽ đề cập sau. Và đây chính là những cái điểm để đo tín hiệu. Bên trong máy rất là phức tạp, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng thành phần. Đây chính là nguồn tăng phô của máy, và máy này sử dụng tăng phô rất là to, to hơn cả tăng phô của âm ly nữa. Đây chính là cánh tản nhiệt dành cho những con sò ổn áp ha. Và đây chính là quạt tản nhiệt. Ở đây có một tấm mạch dùng để chỉnh lưu, và trong đây có rất nhiều cột chì. Đây chính là phần dàn cơ. Phần dàn cơ nhìn rất là đẹp, nó được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Đây chính là dàn cơ loại cổ được biến thể từ dàn cơ của máy HRD 120. Tuy nhiên nó được đúc bằng nhôm ha, và nó có thêm rất là nhiều chi tiết nữa để phục vụ cho chức năng chuyên dụng. Đây chính là phần hộc băng. Thì cái máy này mua về rất là nhiều lỗi ha, lỗi cơ cũng nhiều, lỗi điện rất nhiều. Tuy nhiên trong clip này tôi xin phép là chỉ giới thiệu mà thôi, tôi không đề cập đến vấn đề sửa chữa tại vì nó rất là khó khăn. Thì tuy nhiên những cái dòng máy này nó có những cái lỗi cơ bản ha, các bạn có thể tham khảo lại. Thì từ lâu rồi tôi đã đăng một clip giới thiệu về sửa những cái lỗi chẳng hạn như là error 42, error 32, error 33, những cái dòng máy sử dụng dàn cơ này, các bạn có thể xem lại ha. Dàn cơ này là dàn cơ loại đời cổ cho nên nó sẽ sử dụng phương pháp locking dạng vòng. Đây chỉ là phần trống từ. Trên trống từ này có tổng cộng 8 mép từ, bao gồm đó là một cặp SB, một cặp play nè, rồi một cặp kỹ xảo, một cặp hi-fi, và một cặp mép từ dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit. Và cặp mép từ đó nó sẽ dẫn tín hiệu ra bằng cái hệ thống chổi quét và vành khuyên như vậy. Đối với cái máy BR-S 611 thì nó sẽ không có chức năng edit, cho nên là không có một cái cặp mép từ xóa hình ha. Chúng ta thấy là cái máy 611 nó không có cái hệ thống chổi quét và vành khuyên như vậy. Đây chính là con lăn bọc biển dùng để lao từ mỗi lần loading. Hai bên của room nó sẽ có hai con damper dùng để ổn định lực căng băng và ổn định tốc độ chạy băng. Đây chính là binocular và chính là relay của binocular. Đây chính là hai reel cuốn băng, và hai reel này được dẫn động riêng biệt bằng hai động cơ DC chứ không sử dụng dây Cora. Và đây chính là cái hệ thống phanh băng. Đây chính là tay căng băng và nó sẽ sử dụng là biến áp BSI. Đây chính là mạch khuếch đại đầu từ. Dạng máy chuyên dụng thì thường thiết kế với những cái cạc cắm như vậy. Tuy nhiên do máy này đời cũ cho nên những cái cạc này nó rất là khó tháo ra ha, cũng như là rất là khó gắn vào. Những cạc được làm bằng sắt. Và chúng ta thấy là máy này có rất là nhiều cạc ha. Trong đó là có cạc AHB nè, rồi cạc dùng để khuếch đại output nè. Rồi đây chính là cạc sạc vô 2. Trên cạc sạc vô 2 này có rất nhiều biến trở, và tuyệt đối là chúng ta không được phép chỉnh bất kỳ một biến trở nào trên đây. Khi mà chúng ta lỡ chỉnh như thế nào thì chỉnh lại rất là khó ha. Thì thường các bác nếu mua cái máy này về nhưng mà có lỡ tay chỉnh đó, thì có thể đưa đến tôi có thể chỉnh lại được. Tôi có máy đo và cũng như thiết bị đo kiểm ha. Cái quá trình chỉnh này rất là khó khăn. Đây chính là cạc dùng để điều khiển hệ thống và sạc vô. Phần mạch ở đây chính là mạch điều khiển hệ thống, và tuyệt đối không được phép gạt những cái công tắc này. Đây chính là mạch sạc vô, nó sẽ có hai khối mạch ha, bao gồm mới là mạch sạc vô chính ở phía dưới và tấm mạch sub nằm ở trên đây. Đây chính là card video, và những cái card đời cũ này thì thường nó sử dụng toàn là những cái linh kiện analog mà thôi à. Việc chỉnh định rất là khó khăn. Trên đây nó cũng có những công tắc và những cái biến trở, chúng ta tuyệt đối không được phép chỉnh bất kỳ những cái biến trở nào trên đây. Thì thông thường khi mà nhận cái máy này về thì tôi phải chỉnh định hết những cái biến trở này. Tại vì khi mà cái máy nó sử dụng một thời gian rồi thì nó sẽ bị lão hóa, những cái thông số nó sẽ bị thay đổi ha. Cho nên là tôi sẽ chỉnh định lại để cho cái máy chạy được tốt nhất. Chúng ta thấy là toàn là linh kiện analog cả. Đây chính là mạch e-playback ha. Đến cái thời máy BR-S822 thì là cái mạch nó thiết kế đơn giản hơn nhiều ha. Tại vì lúc đó thì linh kiện nó cũng phát triển rồi, nó sử dụng những cái con chip tích hợp. Và những cái card này sẽ được bọc chống nhiễu như vậy. Đây là một cái card nữa. Card này có nhiệm vụ là xử lý tín hiệu màu. Đây là ghi màu ha, có đại màu để ghi. Nó cũng sử dụng rất là nhiều những linh kiện analog. Rất là nhiều biến trở trên đây, chúng ta không được phép chỉnh ha. Nếu mà chỉnh lung tung thì chỉnh lại rất là khó. Mỗi cái hạng mục này nó đều có một cái cách chỉnh riêng. Chúng ta không có nào mà tùy ý chỉnh được. Hư hỏng trên những cái tấm mạch này cực kỳ khó sửa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sửa được rồi thì nó chạy rất là bền ha, nó bền hơn hẳn thằng Banana. Tại vì trên đây nó sử dụng rất là nhiều những linh kiện chất lượng cao. Đây chính là card audio. Audio nó có hai phần là audio normal và audio hi-fi. Audio hi-fi này nó sử dụng rất là nhiều những cái tụ màu đỏ tím như vậy, những cái tụ audio chất lượng cao ha. Chứng tỏ là máy này rất quan tâm đến chất lượng của audio. Và phần audio normal này chúng ta thấy là nó có phần đối xứng, cho nên là sẽ có hai kênh ha. Normal nó sẽ có hai kênh là CX1 và CX2. Và nó có trang bị Dolby NR nữa. Đây phải là phía dưới của máy. Đây chính là phần phía dưới của dàn cơ. Và đây chính là tấm mạch và motor. Tấm mạch ở dàn cơ này có tác dụng là giống như cái mạch driver vậy. Nó sẽ lái động cơ và điều khiển như cái cuộn relay ha. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ rất là đẹp. Đây chính là cáp xăng. Và đối với cái máy này thì nó sẽ sử dụng cáp xăng là dạng BLDC không chổi than. Còn đối với những cái máy BR7000 hoặc là BR7007 thì nó sẽ sử dụng động cơ DC loại to. Đây chính là phía dưới của trống từ. Đây chính là cái lock loading ha, bao gồm một motor, một cái bu ly và hệ thống bánh răng. Thì cái máy dàn cơ này nó hay bị cái lỗi là lỏng dây cơ ra này, dẫn đến là cái error 32, error 33. Thì các bạn có thể xem lại những clip mà tôi đã giới thiệu từ rất lâu rồi ha. Khắc phục cũng rất là đơn giản. Và đây chính là hai cái motor riêng để cuốn băng. Đây chính là motor dạng DC. Đây chính là relay để phanh băng. Máy này có sử dụng cái biến áp BSI dùng để phát hiện lực cân băng. Những máy đời cũ sử dụng biến áp BSI, còn máy đời mới như là BR-S822 nó sẽ sử dụng sensor quang. Đây chính là phía sau của máy. Do máy này đời cũ cho nên là phía sau nó khá là đơn giản ha, nó rất là ít giắc cắm cho nên chúng ta cũng có thể là tự mò được. Ở đây chính là cái giắc cắm dùng để cắm vào remote ha. Mà hệ thống nó sẽ gồm có hai VTR dùng để dựng phim, thì ở đây chúng ta sẽ không cần dùng đến cái connector này. Cái chuẩn này nó cũng cũ rồi ha, sau này người ta sẽ dùng là cổng RS422 9 pin thôi. Ở đây chính là phần video và bên phải là phần audio. Máy này âm thanh normal sẽ có hai kênh là CH1 và CH2. CH1 dùng để ghi âm thanh, CH2 1 là ghi âm thanh, 2 là chúng ta có thể ghi time code. Time code nó chỉ sử dụng trong trường hợp mà chúng ta edit phim thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta không edit thì chúng ta có thể là ghi CH2 riêng biệt ha. Thì nên sẽ có một cái công tắc. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi chúng ta sẽ mở hai ốc này ra và chúng ta gạt công tắc này ha. Nếu mà time code chúng ta sẽ để trên và audio chúng ta sẽ để dưới. Thường chúng ta sẽ để nguyên vị trí này ha, audio. Và hai jack thăm code này chúng ta sẽ không cần dùng đến. Đây là phần jack video. Phía trên chính là video in và phía dưới là video out. Thì máy này đời cũ cho nên sẽ không có ngõ S-Video mà thay vào đó nó sẽ sử dụng ngõ là IC358 hoặc là IC629. IC358 dùng cho S-VHS và IC629 dùng cho UMATIC. Chúng ta sẽ cắm line-in vào ngõ này ha. Đây chính là cái tín hiệu video in. Chúng ta có thể cắm từ DVD hoặc là Smart TV. Đây chính là video out nó cũng sẽ có là BNC và IC629, IC358. Chúng ta sẽ cắm vào đây à. Line 1 hoặc là 2 đều được. Ngõ đồng bộ này chúng ta không cần dùng đến. Và đây chính là công tắc TBC. Và máy này đời cũ không có TBC nội mà chúng ta sẽ dùng riêng với lại cái TBC ngoài. Thì nếu mà chúng ta dùng TBC ngoài chúng ta sẽ gạt on ha, và chúng ta sử dụng tín hiệu đồng bộ. Còn đối với mà khi chúng ta muốn sử dụng máy này rời, chúng ta sẽ để TBC off. Đây chính là phần jack cắm audio. Nó bao gồm là audio in và audio out. Ngoài ra nó còn có một ngõ audio mono dành cho monitor nữa. Thì chúng ta không cần dùng đến cái jack cắm này. Chúng ta sẽ tập trung vào audio in và audio out dưới đây mà thôi. Jack cắm audio in thì được mạ vàng để đảm bảo chất lượng của âm thanh ghi được tốt. Thì nó sẽ có 4 jack ha, bao gồm là 2 jack để cắm hi-fi và 2 jack dùng để cắm Norman. Norman nó có 2 kênh và hi-fi nó cũng có 2 kênh luôn. Và ngõ ra cũng vậy, audio out nó cũng sẽ có 4 track ha. 2 track hi-fi và 2 track Norman và hi-fi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm. Nếu mà chúng ta muốn ghi 4 track riêng biệt thì chúng ta sẽ cắm 4 jack. Còn nếu mà chúng ta muốn ghi nhạc bình thường thì chúng ta sẽ ưu tiên cắm vào ngõ hi-fi. Nó sẽ cắm ngõ hi-fi như thế này. Sau đó chúng ta sẽ gạt công tắc lên HCOM. HCOM có nghĩa là hi-fi chung. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy tín hiệu Norman chúng ta câu vào hi-fi. Còn nếu mà chúng ta muốn ghi 4 kênh riêng biệt thì chúng ta sẽ để vị trí là xếp. Hoặc là chúng ta có thể là ghi chung hi-fi và Norman bằng cách là chúng ta cắm vào Norman. Sau đó thì chúng ta sẽ gạt là Norman com, N-com. Thì thường tôi sẽ để vị trí là hi-fi. Đây, hi-fi như thế này. Để chúng ta gạt lên H-com. Ở đây nó có 4 jack audio out ha, bao gồm là 2 jack hi-fi và 2 jack hi-fi Norman. Nếu mà chúng ta cắm vào hi-fi này á, thì nó chỉ xuất ra hi-fi mà thôi. Nếu giả sử cái băng nó kém tracking mất á, thì nó sẽ mất luôn cả tiếng hi-fi và âm thanh sẽ bị mút, tiếng sẽ bị gián đoạn. Cho nên chúng ta sẽ cắm vào cái ngõ phía dưới này. Ngõ phía dưới này là nó vừa hi-fi vừa Norman. Chúng ta có thể chọn công tắc được. Khi mà nó mất hi-fi thì nó sẽ xuất ra Norman, âm thanh sẽ không bị gián đoạn ha. Rồi, chúng ta sẽ cắm như vậy. Đây chính là cách kết nối cơ bản dành cho những bác nào mà chỉ ghi và phát lại bình thường ha, không có sử dụng chức năng edit. Nó rất là đơn giản ha. Chỉ cần 6 jack cắm mà thôi. Video in, video out, audio in và audio out là cắm như vậy. Còn nếu chúng ta muốn edit phim thì chúng ta sẽ cắm phức tạp hơn. Để phát lại băng thì chúng ta sẽ thiết lập cái công tắc như sau. Cái Norman layout này chúng ta sẽ để là hi-fi. Chúng ta ưu tiên chọn hi-fi. Video out này chúng ta sẽ để là Norman, hoặc là Rosette 1 hoặc là Rosette 2 đều được cả. Công tắc này chúng ta sẽ không quan tâm đến. Frame sạc vô này chúng ta sẽ để là off. Và đồng bộ này chúng ta sẽ để là video, vị trí chính giữa ha. Công tắc remote này chúng ta sẽ để vị trí là local. Bây giờ chúng ta sẽ cho con băng vào. Máy sẽ ở trạng thái stop. Giờ tôi sẽ bấm nút play. Chúng ta sẽ điều chỉnh tracking sao cho cái mức tracking lên tốt nhất ha. Thường là vị trí 12 giờ là vị trí chuẩn. Khi mà chúng ta điều chỉnh lên là tracking lên cao thì là sẽ có hi-fi. Muốn nghe nọc man thì chúng ta sẽ gạt cái công tắc này lên nọc man ha, thì tất nhiên là âm thanh nọc man nó sẽ không hay. Lúc này kim VO nó cũng chỉ tỉ mất nọc man luôn. Thì thường chúng ta sẽ để là 2 pha ha, âm thanh sẽ hay hơn. Để lấy băng ra thì chúng ta sẽ bấm nút stop trước. Sau đó chúng ta mới bấm thiết bị insert được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghi băng. Tại đây tôi cấp một cái tín hiệu vào như thế này ha. Tôi xuất ra monitor. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điều chỉnh những cái volume và những cái công tắc. Thứ nhất, limiter này chúng ta sẽ để on ha. Limiter này chỉ có tác dụng khi mà chúng ta ghi nọc man thôi. Chúng ta để on là tốt nhất. Nó sẽ cân bằng tín hiệu lại khi mà âm thanh quá lớn. Dolby NR này chúng ta sẽ để là off ha. Tại vì để on rất là khó dùng. Khi mà để on thì chúng ta phát chúng ta sẽ để là on luôn. Còn khi mà off thì là nó sẽ dễ hơn ha. Và cái Dolby NR này nó chỉ có tác dụng đối với âm thanh nọc man mà thôi. Thì trong quá trình sử dụng mà chúng ta ưu tiên hi-fi, cho nên là cái Dolby NR nó cũng không quan trọng lắm. Hi-fi rec này chúng ta sẽ để on. Video AGC này chúng ta có thể để on hoặc là off. Nếu chúng ta để on thì là cái kim video này nó sẽ chỉ cái mức cân bằng là mức tiêu chuẩn nhất. Còn nếu mà chúng ta để off thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng tay. Đây chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cái volume này ha. Video nó sẽ tối nè. Khi tối sẽ bị mất đồng bộ. Và đây chính là sáng nhất ha, khi nào sáng nó sẽ bị nhiễu ha. Chúng ta tốt nhất là chúng ta nên để vị trí là cái khoảng giữa 3 và 4 là được ha. Giữa 3 và 4 này là tín hiệu đồng bộ là chuẩn nhất. Và những cái công tắc này thì chúng ta sẽ set nó giống như là playback vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh đến phần audio. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh phần hi-fi trước. Chúng ta gạt công tắc audio monitor select này lên hi-fi. Và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh volume sao cho cái mức nó mong muốn ha. Và không vượt quá cái vạch đỏ này. Bên phải cũng vậy. Rồi tương tự chúng ta sẽ gạt về nọc man. Và chúng ta lại chỉnh nọc man. Đấy, lúc này nó chỉ thị là mức nọc man này đây. Rồi sau khi chỉnh xong thì chúng ta sẽ gạt lên hi-fi và chúng ta ưu tiên chọn hi-fi. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ để công tắc này ưu tiên là chọn S-VHS ha. Bây giờ chúng ta sẽ ghi băng. Tôi cho một cuốn băng vào. Để ghi băng tôi sẽ nhấn nút Red và Play đồng thời. Nếu như chỉnh video bằng tay thì chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cây kim này nó không được lớn quá và cũng không được nhỏ quá ha. Nó nên nằm ở trong cái khoảng màu xanh là tốt nhất. Còn không mà chúng ta có thể là để vị trí là AGC on cũng được. Nếu mà chúng ta để vị trí AGC on thì chúng ta không cần chỉnh cây kim này. Và trong quá trình khi ghi mà cây kim này nếu như mà nó vượt quá vạch đỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh xuống để đảm bảo là không bị méo tín hiệu ha. Để ngưng ghi chúng ta sẽ bấm nút stop. Giờ tôi thử tua lại và chúng ta kiểm tra tín hiệu ha. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa ghi ha. Tín hiệu rất là tốt. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Victor model là BR-S 811, một đồ rất là chất lượng. Có thể nói đây chính là một cái model máy chuyên dụng mà sử dụng rất là tốt ha, và rất là an toàn. Thì các bạn nếu như mà muốn trải nghiệm cái dòng máy này có thể liên hệ trực tiếp với tôi ha. Tôi sẽ đặt hàng và về kiểm tra, sửa chữa cũng như là căn chỉnh để cho cái máy này được tốt nhất để phục vụ cho các bạn. Lần sau nếu có thời gian thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những cái model đầu S-VHS khác cũng không kém phần chất lượng mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.